Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì đã 7 tháng rồi thì mình mới ra clip lại cho anh em xem. Công nhận là thời gian nó trôi nhanh thật anh em ạ. Và nhiều người cũng muốn mình quay trở lại với cái nghề này. Thì sau khi mình quay lại trong vòng 7 tháng ấy thì vẫn có người vẫn muốn chơi chung với mình và muốn mình làm YouTube và muốn quay video chung, quay video chung. Đấy. Thì ngày hôm nay có một bạn kêu mình vào game Pet Simulator để nhận vài con pet. Cái gì này anh em ơi, có vài là hắc xơi. Nhưng mà lúc đầu mình nghĩ là yếu lắm nha anh em, nhưng mà khi mình thử với cái con hắc xơi đầu tiên, anh em thấy cái con bên bên trái không? Đây, cái con mà 8 tỷ chấm 22 ấy anh em. Nhưng mà con đó mình không biết đọc giá là bao nhiêu anh em ạ. Thôi mình cứ đọc đại là 8 tỷ 22 đi ha anh em, đừng có bắt lỗi mình nha. Ok, thôi bây giờ mình đi nhận mấy con này rồi mình đi test thử cho anh em xem nhé. Lâu ngày quay lại rồi, bây giờ mình thua rất là nhiều luôn ấy. Nói chung là mấy con bé này toàn là cũ hết rồi, mấy con bé này hiện tại mình đang sử dụng này. Bây giờ nó cùi hết rồi. Ok, bây giờ mình test thử nhé. Thôi, bây giờ là mình sẽ tra đe với bạn này để lấy thêm 400 triệu kim cương. Đây là những món quà cái mà bạn ấy tặng cho mình trong cái dịp mà mình quay lại làm với YouTube ấy anh em. Trong vòng 7 tháng rồi mình quay lại, bạn ấy tặng mình cũng rất, nói chung là không biết đối với anh em là nó có nhiều hay không, nhưng mà đối với mình nó cũng cả là rất là nhiều rồi. Thôi kệ, không sao, người ta cho thì lấy thôi. Ok, rồi bây giờ để mình để cho đây xong, mình sẽ đi test cho anh em vài con nhé. Ok, mình tra đây xong rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình mang thử mấy con bé thường vô trước đã. Để rồi mình test coi coi cái độ mà sức mạnh nó quýnh mấy cái gương á, coi nó có được kiểu nhanh hơn không. Rồi, ok. Ok, bây giờ mình sẽ đi test những cái gương bự đây. Này là cái này. Nói chung là 7 con này của mình rất là yếu thôi, nó quýnh rất là lâu. Ok, để mình cho nó quýnh hết cái này rồi mình gắn đúng một con vào thôi. Gắn một con mà HC gì hồi nãy mà bạn kia cho mình ấy, mình sẽ gắn vào để mình thử nhé. Coi cái tốc độ mà nó quýnh á, nó có nhanh hơn không. Ok, bây giờ mình sẽ tháo một con ra. Đấy, nó nằm đầu tiên luôn anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thử quýnh cái này giống hồi nãy. Ui ôi, nhanh hơn luôn anh em ạ. Nó sẽ mạnh hơn gấp đôi luôn ấy, nó sẽ nhanh hơn. Ok, bây giờ để mình quýnh nốt rồi mình qua mình thử luôn cái gương bự nhé. Ok, thì mình đã gắn những con bình thường vô rồi, những cái con cũ của mình. Bây giờ để cho nó đập thử nhé. Nhưng mà mình thấy nó đập khá là lâu anh em ạ. Mình nghĩ cỡ này là không ổn rồi, mình phải gắn. Ok, thôi thôi, mình không đập nó đâu anh em ạ, mình thay cái con khác thôi anh em ạ. Mình phải gắn ba con mà là HC luôn. Rồi, chắc mình gửi, mình lấy một con thử, mình thấy một con thử trước nha anh em. Đây, để mình coi đập nhé. Nó nhanh gấp đôi luôn anh em ạ. Tính ra một cái con đó thôi cũng đủ tới nỗi mà đập banh cái gương rồi đó anh em ạ. Nếu mà sử dụng một con như thế là đủ banh gương rồi, vì mình đâu không cần phải đem mang mét theo nhiều đâu anh em ạ. Đem đúng ba con HC hồi nãy bạn ấy cho mình đi. Bây giờ mình đem theo ba con mạnh nhất đi, mình tháo mấy con kia ra thử. Đấy, bây giờ mình đem theo ba con thôi, đúng ba con thôi anh em ạ. Con nó đập này nát luôn anh em ạ. Rồi, nói chung là bây giờ mình đã có pet mới rồi. Bây giờ mình đi tới một cái đảo mà để mình farm cái tiền anh em ạ. Những cái phần bên phải ấy, những cái giá đó mình phải farm lên max luôn. Đấy, anh em nhìn nhé, farm một lần này. Full nữa anh em ơi, 99 luôn. Bây giờ mình đổi chỗ để mình đi farm tiếp nhé. Ok, để mình coi mình đổi qua chỗ nào nhỉ. Để mình mở mấy cái đảo bên dưới cái đảo.
cái đảo nào nhờ, lâu lâu rồi mình không chơi mình cũng chả nhớ là cái đảo nào mình đi luôn nhờ. Đây. Ok, mình đúng rồi mình lên đảo trên trời. Đây, cái này thiên thần hay ta, cái chỗ này đọc sao nhờ. Ok, cái gương đâu nhờ, thôi mình đi farm gương nhỏ này mà, hay từ từ để mình đi coi mình farm gương nhỏ coi được bao nhiêu cái đã. Ok, tới gương bự nè mọi người ơi. Phone không anh em? Mình nghĩ là phone rồi đó các bạn ơi. Phone rồi. Ui giời. Đây, để mình qua bên cái đảo tên là nào nhỉ? Ok. Mình farm cái gương bên đây nữa là xong rồi các bạn ơi. Là mình full hết tất cả bên đó luôn. Full mấy cái cây nhìn mát là 9999 hết luôn á mọi người. Nhìn con số rất là đẹp các bạn. Ok. Giờ mình để gương thôi. Ok, để nhảy xuống mình quấn nè. Ok, để mình farm thôi anh em ạ. Khổ mấy cái này farm lẻ mà anh em. Rất là nhanh đấy. Nhưng mà mình thấy sao nó lên hơi lâu lâu anh em ạ. Để mình gỡ mấy con bét ra để cho nó quýnh single thử đi. Quýnh lẻ, cho nó đi lẻ. Đâu rồi, bét. Đây, để lại single. Ok, mình sẽ đi để cho nó farm mỗi từng cái. Ơi nhưng mà đầy luôn anh em ơi. Ok. Mình không để ý các bạn ạ. Mình vừa quay lại mình thấy nó đầy luôn anh em ạ. Ôi trời ơi. Ok. Thì thôi video của mình xin tạm dừng tại đây nha anh em. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này và nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ channel mình lên đạt tới 1100 sub sắp tới nha anh em. Hiện tại là channel mình đã lên tới 1080 mấy rồi. Ok. Bye bye các bạn.